Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Thank God You Are Here. Ơn giời cậu đây rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với căn phòng số 5 và dành một tràng vỗ tay để đón chờ sự quay trở lại của bốn khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Tôi đoán chắc chắn bây giờ họ sẽ ở giao diện khác, diện màu khác. Diễn viên Kiều Mai Lý, ca sĩ Võ Hà Trâm, anh Hoàng Mèo và đây Hứa Phi Văn. Trang phục đã khác, chắc chắn tình huống sẽ khác. Và đương nhiên đến với căn phòng số 5, không biết điều gì đang chờ đợi những khách mời của chúng ta. Nào, 1, 2, 3, mở cửa phòng, xin mời. Chào cô chú. Dạ. Cô chú chơi với con đi. Chơi với con. Bây giờ chơi gì con? Không thì mình cứ chịu nít trước đi, con thích chơi gì mấy. Không muốn cô chú mới hỏi con là ai à. Ôi. Nhóc con mày là ai vậy nhóc con? Kêu nhóc con. Chứ mày nhóc con lẽ kêu mày nhóc bự. Con này chủ của chú á. Xin lỗi cậu chủ đi. Xin lỗi cậu chủ. Thôi con đừng giận nữa. Đứng lên. Ê mình chơi hít đất đi. Dạ. Rồi con hít đất đi. Chú hít trước đi. Hay mình chơi chờ mình bắt dê đi. Rồi hít đi con, chú chơi rồi nè. Chơi trò gì ô nhiễm quá. Đúng rồi. Đi hít đất. Con nín đi, vú đây. Nín đi con, vú nè. Đi ra coi. Cái gì nó khóc nè, vú nè. Ông xàm vừa toilet kẹp mà vú đâu. Vú là để bên này. Ôi trời, vú đây. Trời ơi, trục đàn của vú ai đều không, ai đều. Mà vú ơi. Mấy con chú này không có chịu chơi với con. Mà sao kỳ vậy? Dạ. Ai chơi vậy? Không chơi với lại cháu vậy? Trời ơi, chơi quá trời. Cậu chủ mau chán quá. Thôi tôi nói cho mấy chú nghe vậy nè. Dạ. Cha mẹ của cậu chủ á, ông bà chủ mình á, lo cứ đi làm ăn không à. Dạ. Cậu chủ á, cô đơn dữ lắm. Ai rảnh rỗi thì chơi với cậu một chút. Cậu cần cái tình cảm mà. Cha mẹ lo kiếm tiền, không bỏ con bỏ cái rí khùng khùng đi. Ông không, ông toàn chở đi không mà ông nói. Ông không chở thì thôi mấy ông bà đâu có đi được. Tôi chở cũng có chở được đâu. Chở lên đó rồi quay về đây bắt chơi thì chơi. Còn đi. Cô? Dạ. Nấu ăn nấu uống gì chưa? Dạ con đang chuẩn bị nấu, cậu chủ khóc quá trời. Cứ chạy vô coi cậu chủ sao chưa kịp nấu bây giờ. Nói chung là cô được. Khi mà nghe cậu chủ khóc á là đúng rồi đó, mình phải lên liền. Dạ. Nhiều khi tụi tôi cũng bận tay bận chân. Còn cậu? Dạ. Lo cắt tỉa vườn cây đồ này nọ chưa? Dạ thưa. Sao đứng đây chị? Công việc trồng cây cũng cực khổ, lương tháng có mấy triệu à, mà phải trông cậu chủ nữa, nên coi như làm hai việc luôn. Mà ông chủ không có tăng lương. Chính xác á, hay á. Trời ơi. Làm vườn mà sao nó đẹp trai dữ vậy trời ơi. Trời ơi. Đập à. Bà là quản gia, sao bà không đốc thúc mấy người này nè, làm công chuyện đi. Cây cối thì tôi thấy ôi trời ơi, cỏ tùm lum tùm la. Còn nấu ăn thì bữa đực bữa cái. Còn lái xe chở cậu chủ đi học á, thì có bữa hẹn hò với ai á, bỏ một mình á. Không có ai đưa đi học hết trơn hết trọi à. Bà phải đôn đốc cho sao kỳ vậy bà. Trời ơi, tôi nói cho ông nghe, tôi là quản gia nhưng mấy ổng là gia quản như chủ vậy đó hả? Gia quản thành gia tự mấy ổng quản, mấy ổng làm cho tôi nói đâu có nghe. Còn tôi á, tôi lo cho cậu chủ nhưng mà hả, có ai mà kêu nói chuyện là tôi lo tám với tôi quên. Trời đất ơi, nói chung á là bây giờ cậu chủ cần cái tình cảm gia đình. Nhiều khi cha mẹ lo làm ăn quá bỏ con cái như vậy đó. Bây giờ nó đang tuổi mới lớn mà nó cần cái tình cảm. Nó chuyển đổi cái suy nghĩ của nó, mình cũng cần ở gần nó.
à, để cho nó có một chút ấm màn này nó lì quá chú ơi. Trời ơi sao anh sao anh kỳ vậy? Khác mặt nó đi chú. Nó lì quá. Lì lì cái gì? Chiều chuộng nó vậy là được rồi bày đặt. Cái này á không phải là chiều chuộng, cái này là an ủi cậu trong lúc cậu cô đơn. Chưa gì hết là anh muốn đánh con nít rồi hả? Tháng sau không có tình người. Ra đây đi, tôi an ủi vậy. Tôi ủi thì là an tâm luôn ra đây. Tao lấy guốc mà ủi vô cái mỏ mà nghe. Thôi đứng lại, cậu chủ đứng lại. Sao bà vú bà ngang hàng với tôi, bà còn căng hơn tôi là sao? Thôi tôi nói cho mấy người nghe. Bây giờ mình làm công thì biết là công chuyện của ai nấy làm. Dạ. Nhưng mà cậu chủ quá cô đơn. Nhiều khi cậu chủ ở nhà một mình buồn, không cha không mẹ. Mình người ăn kẻ làm ở trong nhà. Thôi người phụ người tay. Thế khi nào rảnh rỗi thì vô vui vẻ chơi với cậu chủ. Để cho cậu chủ đỡ buồn, hiểu không? Có nghĩa là bây giờ trong lúc mình đang làm việc thì dẫn cậu chủ theo. Bây giờ tôi làm giường, tôi dẫn cậu chủ theo làm giường. Bây giờ cô nấu ăn thì cô dẫn cậu chủ vô đồ bếp nấu ăn cùng luôn. Ông mối tôi thì đi vừa... xe, tôi chạy xe, tôi dắt ông đi theo đúng luôn rồi. Chắc chắn rồi, ông là chở đi học mà. Đó, còn tôi có phận sự, nếu mà cậu chủ mà thích thì tôi cho đi theo tôi tám luôn. Không chịu đâu, mấy trò đó đâu, béo biết chơi đâu mà mọi người. Đó, anh thấy ông là thằng này nó nhây mà nó lì. Ông mới nhây á. Để có một cái gia đình hạnh phúc, không phải chỉ có đi làm không. Bây giờ mình về mình góp ý với cô cậu chủ đi. Bỏ bớt công ăn chuyện mần để ở gần con cái thì giờ để tôi... sau này nó lớn lên cho nó có tình cảm gia đình, hiểu không? Dạ. Đúng. Thôi cậu chủ vui vẻ lên đi. Tụi tôi sẽ chơi với cậu chủ mà. Con người chơi với con hả? Thì chị bây giờ chơi trò gì vậy? Muốn chơi trò gì cũng được. Bây giờ ấy là chơi trò trao cúp được không? À, dạ được. Được. Phải nói thật là xem cái màn vừa rồi tôi đã hiểu vì sao ông bà chủ lại bỏ nhà đi làm. Bởi vì chắc ở nhà đau đầu mà chết. Với những người làm kiểu như thế này thì tôi nghĩ là không chủ nào chịu được. Và cháu nó cũng không đến nỗi nhầy quá đâu. Nó bị chết. Quá chết luôn. Nó lì, nó lì lắm. Lì lắm. Cậu nói không nghe được dôi đầu tiên. Vâng, xin mời Hoàng Linh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, thật sự ra ngày hôm nay có 4 vị khách mời. Đây là cái tuần đầu tiên của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Tôi chọn được 2 tiết mục. Đó là tiết mục của nghệ sĩ Kiều Mai Lý và Võ Hà Trâm. Mời mẹ qua bên này và mời Văn Trâm đứng bên này luôn. Tôi rất là công tâm, dù mẹ lớn tuổi nhưng mà mẹ rất là nhiệt tình. Võ Hà Trâm, dù em đá lộn sân nhưng mà em rất là giỏi. Nói chung là hai cái tiểu phẩm hai người đều xử lý rất là hay và rất là đẹp. Đây Linh sẽ gửi cái chiếc cúp này đến cho nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Xin chúc mừng nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Và tôi tin rằng nếu như hôm nay có 2 chiếc cúp thì dễ dàng hơn cho nghệ sĩ Hoài Linh, có đúng không ạ? Đúng ạ, như quý vị thấy là Võ Hà Trâm rất là giỏi. Và hy vọng là sẽ thấy em xuất hiện ở trên sân khấu kịch luôn. Em cũng hy vọng vậy. Và phim nữa nha. Dạ. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chúc mừng chiếc cúp đầu tiên đã lọt vào tay diễn viên Kiều Mai Lý. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Thank God You Are Here, Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và đừng quên đến với chương trình vào hồi 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.